Vâng, thưa các bạn, trong khi cả thế giới đang nỗ lực để chống dịch COVID-19, chương trình Việt Nam 360 có mời bác sĩ Trần Đức Tuấn Vũ ở Pháp trở lại để chia sẻ thêm với chúng ta về thông tin mới về dịch COVID-19. Bác sĩ Trần Đức Tuấn Vũ ở Pháp, ông hiện là bác sĩ cấp cứu ở tỉnh Saint-Denis và là bác sĩ điều phối cho Tổng đài Y tế SAMU 93. Xin kính chào bác sĩ Trần Đức Tuấn Vũ. Mặc dù là bác sĩ còn mệt vì vừa bị nhiễm COVID-19 và cũng đã cách ly hơn 14 ngày, bác sĩ có thể chia sẻ những triệu chứng mà mình đã có và những biến chuyển của những triệu chứng này như thế nào thưa bác sĩ? Thì tôi bị cũng được 16 ngày rồi. Thì cũng hơn là tôi nằm trong số 85% người bị bệnh nhưng mà tự khỏi. Đó thì cái những ngày đầu tiên thì nó chỉ cũng như bị cảm cúm thường thôi. Thì mình có thể bị ho, khan, rồi sau đó thì người thấy mỏi mệt, rồi nhức đầu và cảm giác như lạnh. Tôi thì không sốt nhiều nhưng mà lạnh nhiều. Đó. Rồi sau đó thì sổ mũi. Đó, thì nhiều nhất là 2-3 ngày đầu thì có thể là nghĩa là khó chịu nhiều nhất, có thể nằm liệt giường. Rồi sau đó những triệu chứng nó đầu nó giảm dần dần. Khoảng chừng 50%. Rồi tới cái ngày thứ 6 thì bắt đầu tôi bị mất khứu giác, cũng giống như phần lớn những người nghĩa là mũi thì không ngửi được cái mùi nữa, vị giác thì vẫn giữ còn. Rồi sau đó thì có thể bị tiêu chảy vài ngày. Đó thì nó rồi hiện tại thì cũng coi như cũng gần hết rồi, chỉ còn cái khứu giác là chưa có lấy lại được thôi. Vấn đề không có đủ những cái test để làm xét nghiệm khiến cho mỗi nước có những quy định khác nhau về ai cần được xét nghiệm COVID-19. Không biết ở Pháp thì những quy định này như thế nào thưa bác sĩ? Thì cũng cái làm test thì cũng tùy theo cái quyết định của từng mỗi nước. Có nước nào thì có thể có nhiều khả năng làm nhiều test thì họ sẽ làm nhiều test. Ở Pháp thì cái mình ở giai đoạn mà dịch tức, nghĩa là cái giai đoạn thứ ba đó, thì nhà nước quyết định là không làm test tại một cách tổng quát nữa, chỉ làm test cho những người mà nhân viên y tế hay là những người nhập viện có triệu chứng của COVID đó, để người ta biết, người ta phòng, người ta tránh khỏi bị lây nhiễm thì ta làm test. Thì tôi là bị bác sĩ thì tới ngày thứ 4, thứ 5 á, thì tôi bắt đầu tôi đi thử để biết mình có thể đi làm việc tiếp được nữa không. Thì tôi thử buổi trưa thì tới chiều thì người ta gọi tới, người ta nói là bị rồi thì nên cách ly 14 ngày. Thì nghỉ làm 14 ngày để sau đó thì mới tính tiếp. Thì ở nhà thì cũng một tuần sau thì ở nhà thì mọi người cũng đều bị hết, thì khó mà cách ly ở nhà được. Mình cách ly cho mọi người xung quanh hàng xóm hay là người xung quanh thôi, chứ mà trong nhà thì khó mà cách ly để tránh mà bị. Tại cái tình trạng COVID này đó, mình bắt đầu mình lây nhiễm á, 24 giờ trước khi mình có triệu chứng, thì đương nhiên mình không có nào mà cách ly được trước khi mình có triệu chứng cả. Để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải của các bệnh viện, thì các cơ quan y tế cho biết là chỉ có những người có những triệu chứng được đánh giá là nặng, nguy hiểm thì mới nên đến bệnh viện. Giống như bác sĩ Vũ, vì các triệu chứng nhẹ cho nên ông đã không phải vào bệnh viện. Thì không biết là thường những người có những triệu chứng nào thì cần phải đến bệnh viện thưa bác sĩ? Thì nói ra thì cũng trong cái những người bị bệnh COVID á, thì 85% người bị nhiễm bệnh COVID á, là triệu chứng nhẹ. Chỉ có 15% người có thể vào nhà bệnh viện. Và trong số 15% người đó thì có 5% người phải bị nằm những phòng hồi sức hay những phòng reanimation hay là cần đóng trợ thở. Thì tôi cũng kể sơ những cái triệu chứng mà nhẹ để cho mọi người đều biết á. Thì thường thường á thì mình sốt thì khoảng 80%, ho thì phải 90%, thì nhức mỏi thì khoảng 57%, mệt á thì khoảng 60%, đau cổ họng thì khoảng 26%, đau đầu thì 60%, tiêu chảy có thể tiêu chảy ra máu thì khoảng 20%, ói mửa thì 10%, mất vị giác cái khứu giác thì khoảng chừng 25-26%, có thể bị đau ngực nữa khoảng 19%, có người ho ra máu thì khoảng chừng 2%, sổ mũi thì 11%, còn mà không muốn ăn thì khoảng 20%. Rồi những người nào mà cần vô bệnh viện đó thì phần lớn là ai mà bị COVID hay là bị cảm thì người ta khuyên ở nhà cách ly 14 ngày.
rồi người mà cần nhập viện là nghĩa là những người bị khó thở, thì trong 15% những người bị có triệu chứng khó thở, thường thường nó xuất hiện vào khoảng ngày thứ 5, thứ 6 khi mình bệnh đó, thì bắt đầu nó xuống phổi thì bắt đầu khó thở, thì mình gọi tổng đài hai mình vô viện đó, thì nghĩa là lúc khó thở thì mình cần phải được oxygen một đợt ngay mũi, còn nếu nặng hơn nữa thì phải đặt ống nội khí quản gần máy thở. Thì cái khoảng cái ngày thứ 5, thứ 6 thì mọi người nên cẩn thận về cái đó, tại cái vấn đề khó thở nó có thể xảy ra rất rất mau. Mới đầu mình khó thở chừng 1-2 ngày sau bắt đầu mình thấy mình ngợp luôn, mà nếu không kịp vô nhà thương á, nhiều khi mình không kịp đặt cái nội khí quản thì có thể bị chết. Thì những người già lúc mà bệnh đó, thì có thể bị những cái chứng, những bệnh của họ tái phát, hay bệnh về tim, về phổi, hay về tiểu đường nó tái phát, nó làm triệu chứng khác thì có thể lên nhập viện. Nhưng mà phần lớn như COVID mà bình thường thì là triệu chứng khó thở là nên là bệnh nhân được nhập viện. Như vậy khó thở là triệu chứng mà chúng ta cần để ý, phải không bác sĩ? Khó thở. Thì thường thường người bình thường thì khó thở cũng khó mà biết cách nào mình khi nào khó thở. Thì chịu khó ngồi, thì chịu khó ngồi, nghĩa là mình đo cái nhịp thở của mình đó, ít vô thở ra lúc mà mình không có làm việc gì đó. Thì bình thường á, nếu mà người bình thường không bị khó thở thì dưới 20 chu kỳ một phút, trên 22 là bắt đầu có sự khó thở rồi, là trên 30 thì phải nhập viện. Nên lúc mà trên 22 thì nên gọi bác sĩ mình hỏi lấy ý kiến. Khi nào thì một người được xác định là đã hết bệnh, hết có nguy cơ mà lây nhiễm cho người khác, mình có phải làm một cái xét nghiệm trước khi mà quay trở lại làm việc hay không, thưa bác sĩ? Thì cũng tùy theo cái những nước mình ở thôi. Ở bên Pháp thì người ta không có là bắt buộc khi mình đi làm trở lại cần phải xét nghiệm. Nghĩa là sau 14 ngày, nghĩa là sau 2 ngày mình không còn triệu chứng nữa đó, thì mình có thể đi làm trở lại. Nhưng mà vấn đề vẫn đeo mask để phòng hờ. Thì theo thống kê đó, thì tất cả những bệnh trên thế giới đó, thì người ta thấy thời gian lây bệnh có thể là 22 ngày từ ngày bắt đầu mình bệnh. Có người ít hơn, có người nhiều hơn, thì bình thường là 22 ngày. Có thể lây bệnh qua cái đường thở, hô hấp. Nhưng cái vấn đề có thể lây bệnh qua cái đường tiêu hóa. Về cái đường tiêu hóa thì có thể kéo dài tới 30 ngày lận, theo cái thống kê. Nên phải vẫn, nghĩa là mình phòng cho mọi người thì cũng đeo mask rồi rửa tay thường xuyên. Vậy hiện nay chúng ta có chắc chắn được hay chưa là một người nhiễm COVID-19 rồi hết bệnh và xét nghiệm âm tính thì chắc chắn là người đó đã miễn nhiễm? Không biết là có cái trường hợp nào mà một người bị nhiễm bệnh, khỏi bệnh nhưng lại bị nhiễm bệnh trở lại hay không? Thì con về virus về corona thì tôi nghĩ nó cũng giống như những loại virus về bệnh cúm. Khi một người đã bị nhiễm cái con virus đó, thì một khi mình hết bệnh đó, là trong người mình đã có kháng thể để giết được con virus đó. Chứ hiện tại chưa có thuốc nào để mình thực sự là hiệu nghiệm để giết con virus đó. Thì nếu mình tự động mình hết bệnh đó, nghĩa là mình phải có kháng thể anticor trong người mình có thể giết được, tiêu diệt được con virus đó. Thì cái anticor trong người mình đó, nó có đủ mạnh hay là nó có thể giữ lâu không để khi mình khỏi bị lại đó, thì mình không biết được. Nhưng mà chắc chắn một điều đó, là khi mình hết bệnh thì trong người mình có được cái miễn nhiễm đó. Có thể là con virus nó có thể nó biến dạng thì mình có thể mình bị lại một ít, hay là một thời gian sau, nghĩa là khoảng một thời gian mấy tháng hay một năm mình không gặp lại con virus đó, có thể trong khác cái miễn nhiễm mình trong người mình đã quên cái con virus đó thì có thể mình bị lại. Nhưng mà nếu mà cứ trong hiện tại trong cái tình trạng dịch này, nếu ai bị rồi đó, tôi nghĩ nếu mà tiếp xúc hoài với lại con virus vẫn còn dịch đó thì tôi nghĩ sẽ không bị lại. Vâng, bác sĩ Vũ vừa nói đến thuốc chữa trị. Gần đây tin tức nói nhiều về việc thử nghiệm thuốc chloroquine hay là hydroxychloroquine. Phải nói là có khá nhiều tranh luận ngay trong giới y khoa. Mà hình như ý tưởng sử dụng loại thuốc này khởi nguồn từ Pháp, đúng không bác sĩ Vũ? Đúng rồi ạ, dạ. Bác sĩ có thể cho biết là tiến trình thử nghiệm hiện giờ tới đâu và ước tính bao lâu thì sẽ có kết quả các thử nghiệm? Rồi thì mình cũng tóm tắt lại cái thử nghiệm của ông Professor Raoul ở Việt Nam, nước Pháp. Thì
ông này hồi đầu tháng 3 thì ông có thể ông thử nghiệm trong cái bệnh viện ông làm á, thì có ba nhóm bệnh nhân, nghĩa là nhóm thứ nhất là 14 người thì ông cho uống thuốc hydroxychloroquine là thuốc plaquenil á trong vòng 10 người mà 10 ngày, nghĩa 600 mg một ngày. Nhóm thứ hai á, ông là có 6 người bệnh thì cho uống thuốc plaquenil hydroxychloroquine cùng với một thuốc trụ sinh là azithromycin 500 mg ngày đầu và sau đó là 250 mg mỗi ngày. Và cái nhóm thứ ba đó thì có 16 người thì không uống thuốc gì hết á, thì sau 6 ngày đó thì ông không có nói về cái triệu về triệu chứng mà ông chỉ nói về cái thử nghiệm về PCR, cái test của con virus đó. Thì nhóm thứ hai cái PCR là negative, là không còn vi khuẩn nữa. Nhóm một á là uống plaquenil không đó, nhóm thứ hai á là tôi nói là plaquenil với lại thuốc trụ sinh azithromycin á thì PCR negative. Còn cái nhóm một á thì uống plaquenil không đó thì PCR còn 57% positive. Cái nhóm thứ ba đó là không uống gì hết á thì PCR á thì là 12% positive. Vì cái số lượng người bệnh rất ít và cách thức thử nghiệm không rõ ràng á, nên cái cách chữa của ông bác sĩ Hau này á không được, không thuyết phục được nhiều các chuyên gia trên trong nước Pháp trước và trên thế giới. Thì nhưng mà giờ đang thời kỳ giống như là chiến tranh, nghĩa là có đạn ở đâu thì bắn tới đó, thì nên bây giờ thì bên châu Âu đã tìm, nghĩa là ra cái một đợt thử nghiệm mới cái đây vài ngày gọi là Discovery, thì thử tất cả là 4 thứ thuốc đó. Thì có nhóm thì không thử thuốc gì hết, để so sánh lại một nhóm thử thuốc là cái remdesivir, là một thuốc loại antiviral để chống Ebola. Một nhóm khác thì dùng thuốc lopinavir cộng với ritonavir, là một thuốc chống sida đó. Và một nhóm thì dùng lopinavir ritonavir cộng với interferon beta. Ở nhóm cuối cùng dùng thuốc plaquenil là hydroxychloroquine. Thì kết quả sẽ trong, nghĩa thử trên nhiều người, nghĩa gần 1.000 người, là kết quả sẽ sau 15 ngày sẽ cho kết quả. Thì hồi hôm qua thì Bộ trưởng Y tế của Pháp đó thì chắc cũng theo dõi, cũng được bị áp lực nhiều nơi, thì cũng ra một cái đề khê, nghĩa là cái cho phép bác sĩ trong nhà thương có thể ghi cho bệnh nhân lúc mà vào nhà thương là những người khó thở đó, một là uống thuốc plaquenil là hydroxychloroquine, hay là thuốc chống sida là thuốc association giữa hai thuốc là lopinavir là ritonavir, thì tùy theo cái trách nhiệm của mỗi bác sĩ cho uống. Thì nghĩa là trong khi chờ đợi có kết quả thực nghiệm lâm sàng một cách chính xác á, có hiệu quả hay không hiệu quả, thì bác sĩ trong nhà thương có thể ghi được cái đó. Thì về cái thuốc này á, tôi nghĩ á, nếu mà mình uống thuốc thì đương nhiên thì sẽ, nếu mà hiệu quả thì sẽ với con vi khuẩn đó thì mình sẽ hết bệnh mau hơn. Trong số 85% người mà cái bệnh đó, nghĩa là không có nặng đó, nếu mình uống thuốc đó thì đương nhiên là mình sẽ hết bệnh mau, không có bị kéo dài như tôi 16 ngày. Nhưng cái vấn đề đó là trong người cũng sẽ chưa có cái kháng thể. Thì nếu mình uống xong á, mình hết bệnh, mình đi ra ngoài đường, mình gặp người khác thì mình cũng sẽ bị lại, không lẽ mình cứ uống thuốc hoài. Đó. Thì nên tôi nghĩ nên dành cho những người nằm nhà thương khó thở, khi không có thuốc nào chữa nữa thì hy vọng những thuốc đó có thể cứu họ. Thì mình thấy coi cái lợi và cái hại của cái thuốc. Đó. Chứ đợt đầu uống mọi người uống hết, khi mọi người bị nhiễm á, thì lúc tới đợt thứ hai mà bị nhiễm lần nữa thì hết thuốc để mà uống. Ai cũng uống thuốc á, thì đương nhiên sẽ hết bệnh liền. Nhưng mà cái con vi khuẩn nó vẫn nằm đó, rồi sẽ bị lây tiếp. Vâng, nếu có một trong những thứ thuốc này có thể giúp giảm bớt số người tử vong thì thật là một điều đáng mừng. Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn cần phải có một vaccine, phải có thuốc ngừa thì mới tiêu diệt được virus này. Không biết hiện giờ thì tiến trình nghiên cứu thử nghiệm vaccine tới đâu rồi? Ước tính bao lâu thì chúng ta có thuốc ngừa, thưa bác sĩ? Hiện tại thì cũng nhiều nước đã thử nghiệm, nhiều cái đang tiến trình để làm một cái vaccine. Thì ở Mỹ cũng bắt đầu chích thử, thì cũng là giai đoạn đầu để coi có cái vaccine nó có hại cho người không. Trước khi nói tới hiệu quả thì phải coi có hại không. Thì đó. Nhưng mà một quá trình mà thực hiện một cái vaccine đó, thì nhanh nhất cũng phải 6 tháng tới 1 năm rưỡi.
thì hiện tại thì chưa có, nghĩa là phải có 12 cái vaccine đang cái project đó, chương trình đó 12 cái vaccine, nhưng mà thực sự chưa có cái nào mà có kết quả hữu hiệu hết, thì phải thời gian chứ không phải nào. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Tuấn Vũ đã sắp xếp thời gian để đến với kênh YouTube Việt Tân, giúp cho mọi người nắm rõ hơn về tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như những điều mà mỗi người chúng ta cần làm trong nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm. Trước khi kết thúc chương trình, không biết bác sĩ có lời khuyên gì thêm gửi đến mọi người hay không? Quyết định quan trọng nhất là cách ly mọi người để tránh cái bệnh này nó lây nhiễm, nó lây tràn nhiều người. Tại cái đội ngũ y tế hay là cái cơ sở y tế cũng có giới hạn thôi. Nếu mà cái số lượng 15% mà lên cao quá đó, người phải nhập viện đó, thì đương nhiên không có cái nhà thương nào đủ chỗ để mà chứa hết những người đó, chữa hết những người đó. Thì mỗi người một vô bệnh viện cũng đâu phải 1-2 ngày ra, nhiều người cũng phải 1-2 tuần. Thì nên cố gắng cách ly để hạn chế tối đa cái sự lây nhiễm, số người bệnh, để nhân viên y tế có thể giải quyết những người đã bệnh. Rồi từ từ khi nếu mà kiếm được một cái vaccine thì có thể ngăn chặn được cái dịch bệnh. Còn không thì không cách nào, mình sẽ trở lại cái tình tám trạng của bên Tàu, tham trạng bên Ý hiện tại, tham trạng bên Espan hiện tại, Pháp đi sau Ý 9 ngày. Hiện tại Pháp cũng theo cái biểu đồ người bệnh, người chết. Nhưng mà có 9 ngày để sửa soạn thì hy vọng sẽ không như Ý có tới 8.000 người chết. Bên Đức cũng nhiều người bị bệnh, nhưng bên Đức lại có khả năng tự sản xuất được cái mask, tự sản xuất được máy thở, và cái bộ nhà nước cũng có những cái biện pháp rất nhanh, nên số người chết ở bên Đức lại rất ít hơn người ở Pháp, Ý và España. Và cũng còn lời cuối là về thuốc á, thì nên lúc mà đau ốm gì đó, lúc mà bị sốt á, thì nên tránh uống thuốc anti-inflammatoire chống viêm á, giống như Advil hay là cortisone, thì những thuốc đó người ta thấy là có thể làm cho cái bệnh nó phát mạnh hơn và có thể vào phổi nhanh hơn đó, thì tránh dùng những thuốc đó và chán ở nhà. Rất cảm ơn những hướng dẫn hữu ích của bác sĩ Vũ, cũng như cảm ơn những nỗ lực của ông khi đứng trong đội ngũ những người tuyến đầu trong trận chiến chống dịch này. Chúc bác sĩ Mào hoàn toàn bình phục để có thể đi làm trở lại như mong mỏi. Và xin kính chào tạm biệt bác sĩ Vũ. Hẹn gặp lại ông trong những chương trình lần tới trên kênh YouTube Việt Tân. Xin chào Sư Phương và xin chào khán giả. Chúc mọi người đều nhiều sức khỏe. Sư Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi và xin nhờ các bạn chuyển chương trình với những thông tin về dịch bệnh COVID-19 đến cho nhiều người cùng xem. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác sĩ, các y tá, các nhân viên chăm sóc sức khỏe là những người đang đứng ở tuyến đầu trong trận chiến chống dịch bệnh. Chúc tất cả mọi sự bình an và mong rằng thế giới sớm vượt qua cơn đại dịch. Sư Phương thân mến chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trên kênh YouTube Việt Tân.